bán kết chương trình Tìm kiếm tài năng Văn Hiến năm 2016 đã khép lại với nhiều tiết mục ấn tượng. Mười bốn tiết mục lọt vào chung kết đã sẵn sàng trong tay. Tiết mục nào sẽ tỏa sáng và nhận được sự yêu thích nhất? Hãy cùng đón xem vào lúc 18 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2016. Mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ fanpage tại Thanh niên Hội Sinh viên Trường Đại học Văn Hiến.